là mấy lễ đi ra thì đoàn có anh em cả một cái đoàn vây khoảng 5-60 chiếc chứ. Đi nó có một cái tập đoàn vậy là đi cái đường chỗ nào của anh này chuyện có cá đánh được cá thì kêu chúng mua đến cân thì các anh khác lại biết được đấy, đoàn toán biết được thì biểu nhau đến tập trung cái vùng đấy nó có cá để lại tập trung làm ở đây. Tức là lễ mình làm ở tại trên thuyền luôn, để làm trên thuyền chứ bắt đầu đi là mình làm cái lễ thành tâm cái lễ rồi đó, đi ra để qua cái cửa lạch của mình đấy, đi nè ở nhà đi là mình làm cái lễ thành tâm đấy, đi ra đấy cũng bái gọi là kính phán qua loa vậy, cái bề trên cái theo cái truyền thống ngày xưa đến giờ đấy, ông cha người đi biển vậy đấy, xong rồi đi vậy cái này đi ra đấy thì đi làm, khi nào mà có cá thì khi nào mà có cá thì bạn toán nha, biểu nhau đi. Nói chung họ không có đây toàn đây người ta uống nước thì mình hỏi cái chủ tàu ở đây. Ngoài này đánh bắt. Nói chung ở vùng Thanh Hóa nè, cái vùng lọc bây giờ con cá nè nó kém, cái ngư trường của nó kém. Bây giờ mình phải vươn khơi vươn xa ra để tìm đi làm được, chứ còn cái vùng trong cái đất ở Thanh Hóa nè, cái vùng đấy bây giờ là con cá nó cạn kiệt rồi, cho nên là phải vươn khơi vươn xa. Có cái điều kiện của mình là tàu bè công cụ nó không được như cái thằng Trung Quốc. Bây giờ là mình thấy tàu bè mình cũng đang nhỏ mới ra ngoài khơi xa là cái bọn Trung Quốc nó hay, cái bọn đấy là nó hay đè ép, nó không cho mình làm mà nó cứ nê mình vào đây. Thế là nó lấy cái vấn đề gì mà nó lại bảo? Bởi vì ra cái vùng đấy, vùng của nó đang cái thời gian nó cấm biển nha, thì nó bảo mình là nó cấm biển, cái ý của nó là cũng mình cũng phải cấm để nó nê mình vào, nó không cho mình ra làm cái vùng của nó, cái vùng đất của nó, vùng đất đánh chung của nó. Thường là như đánh như thế thì là hải quân nó ra nó đuổi hải mình. Hải quân nó đuổi, nó quay camera xung quanh luôn. Nó quay và nó nê mình vào, nó cũng không bắt mà nó cứ quay, nó quay xong rồi nó chụp ảnh giết xong nó nê mình vào, nó cứ bắt mình phải vào đây, nó đất của Trung Quốc. Chính vì lý do đấy mà các anh phải ra ngoài này đánh bắt đấy. Đấy cũng vì cái lý do vậy mà bây giờ còn trong lòng, bây giờ cái vùng Thanh Hóa con cá nó cạn kiệt rồi, không có, bây giờ nó cạn kiệt cho nên là phải vươn khơi vươn xa. Vâng vâng, cảm ơn anh. Nữa còn đạt được còn là còn lượng nữa đó, cái là ra ngoài đấy sợ nó bắt cái tàu qua tôi cái năm 2009-2010 là báo bắt một chiếc phạt mất hơn 100 triệu đấy, mình phải bỏ mất 100 triệu. Yeah. Phạt mất hơn 100 triệu. Là ngoài khơi xa mà cái khu vực đấy Trung Quốc nó đang tranh chấp thì cá nó có nhiều. Ngoài đấy non cá nó nhiều, nó sẵn bởi vì ít nghề làm, nó khơi ít nghề nghề làm. Con cá ngừ bừng nó hay nằm ngoài đấy, cá ngừ nó ngừ thường phải. Mình nó có hai cái cánh dài dài đấy, thịt nó trắng như hết gà. Thế nhưng mà người Trung Quốc nó có đánh bắt ở đấy nhiều? Trung Quốc nó đánh đa số giả nghề, Trung Quốc nó làm nghề giả nhiều, nó làm nghề vây, mà toàn số nghề giả, chỉ có mình ở Thanh Hóa mình mới làm nghề vây. Nghề giả là như? Nghề giả đáy đấy, nghề giả cái chỗ này này, giả đuôi đấy, đi kéo giả đuôi giả đáy. Còn mình chỉ có đa số là nghề vây. Anh làm cái nghề bao lâu rồi? Bao năm rồi? Nghề làm bây giờ sang cái nghề vây này thì năm 2000 giờ. Cái nghề vây năm 2000 giờ. Trước đấy anh làm từ nghề ngư nghiệp từ nhỏ à? Trước đấy là cũng nghề biển nhưng mà đi nghề vặt, nghề trong lòng, nghề lưới, nghề chài và nghề câu mực. Vâng. Làm trong lòng. Làm giờ, lớn này có khá hơn không? Làm bây giờ thì nghề vây sinh ra, nghề lớn nào làm mấy kia khấm khá hơn chứ, bảo đảm cuộc sống hơn chứ. Anh đầu tư vào cái thuyền ấy bao nhiêu tiền? Khoảng hơn tỷ. Vâng. Bàn vây bây giờ hết 300-400 triệu rồi, mấy cái tàu khoảng 600-700 triệu nữa, khoảng tỷ hơn tỷ. Và cái công cụ mình so với thằng Trung Quốc thì nói chung là cái trình độ và công cụ của mình nó kém, nó không được hiện đại như thằng Trung Quốc. Công cụ của Trung Quốc nó hiện đại, để được công cụ, để trình độ kỹ thuật của nó phải nói cực hiện đại, chứ không như mình. Nó đầy đủ hết mấy giò ngang, mấy la đa quách, đầy đủ công cụ, nó làm bằng mấy móc hết. Trong đất nước Việt Nam mình, nói chung đất nước mình là này, kinh tế, cái vị trí, mọi vấn đề là phải thua kém nhiều. Thua hoàn toàn, đúng không? Và vấn đề mọi vấn đề nói chung thì cũng bây giờ anh ngã bắt làm gì nó xuống nó quay thử là nó quay giải nhanh tay nên mới được lên truyền hình.
Bà Hoa ta điện máy bận mà. Tàu ơi. Bà Hoa bà không ra đây như là... một giờ sáng nhưng mà hôm nay nó 140 nghìn thôi. Mấy chục cân? Mấy chục cân? Cân là như vậy, 5-6 cân. 5-6 cân à, tức là chuẩn bị cho 2 người. Rồi, nhấc lên nào. Em cứ tự nhiên cho làm cái chương trình ôi, có cái này đâu. Văn hóa biển. Thế là tốt chứ, không xấu đâu. Còn anh là người địa phương hay là... người Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đầm lễ Thủy Nguyên. Đầm lễ Thủy Nguyên, Hải Phòng. Về Thủy Nguyên à? Không, không, không. Không, bọn em làm ở đây luôn. Hết nước thì... hết nước một tăng ấy, thì bọn em về. Về ngươi. Thủy Nguyên là hàng lập lễ à? Vâng vâng. À, lập lễ cho ông Nhân này. Đúng rồi, cho ông Nhân đấy. Nhân là em đóng ở một bàn khác. Ừ. Nhưng mà mình đi Trung Quốc nó có ở xa ở không ấy? Không, chỉ ở quanh quanh bãi thôi. Xong đầu mình mang về đây là mình... Tàu làm nghề nó chạy ông đây rồi. Nhưng mình chạy trong khu vực này. À, trong khu vực này. Không muộn. Sau đó là mình phân phối bán lẻ. Cái này là không phải bán mà anh với cô ngạo đúng không ạ? Tức là đây là cái xưởng nhanh ạ? À? Không, xưởng nhanh, bên kia kia. Bên kia là xưởng khác, nhiều xưởng lắm. Ngày anh tu mua và lãi suất được bao nhiêu tiền? Cái này thì... anh phải hỏi sếp của em. Tại vì cái lãi suất với này các thứ thì các sếp mới biết được, mới nắm được. Cái công nhân đi nào? Bởi anh em. Thế ông chủ ngày giả cho anh được bao nhiêu tiền? Ông chủ thì tính lương theo tháng. Tháng của anh được bao nhiêu tiền? Một tháng thì bọn em thì được khoảng 5-7 triệu. Còn ăn chi thì các cả thứ quản lý cái tàu này thì ông chủ chi hết. Tức là mình ăn... tức là ngoài lương ra là ông nuôi ăn thì... Nuôi ăn luôn. Một bữa ông chủ cho là tính ra một suất là bao nhiêu tiền? Ví dụ như... tàu em có 2 người. 2 người thì mỗi ngày bọn em chi khoảng 200. Ở trong đó là có sinh hoạt như là ăn uống rồi thì nước nuôi thẳng một số là vặt thôi, còn những cái việc khác về chi việc tàu hay máu nắp không tiếp một số thứ thì đấy là việc riêng, việc ông chủ hay chi. 200 hay là cả hai người mới được 200? Cả hai người nhá, một người 100 đấy là tiền ăn riêng trong một ngày, tiền lương khác, lương là 7 triệu một tháng. Mai là chủ nuôi mỗi một con nước thì bọn em đi khoảng 20 ngày thì về trong vòng 10 ngày. Ở là một tháng thì ở đây 20 ngày, ở nhà 10 ngày. Trung bình nó cứ rơi vào như thế. Trên bờ hay là người ta mang đến tận thuyền bán?
Nói chung là lương thực thì bọn em đi làm thu mua thì về cá, về mực, về hải sản thì nó cũng có. Còn mình cải thiện hoặc là ví dụ như là một số cái lương thực khác, thực phẩm chẳng hạn như là thịt hoặc là gia cầm thứ thì rau cỏ thì mình có thể lên bờ, lên chợ mua thì nó rẻ. Còn mưa dưới sông thì người ta cũng có cái dịch vụ bán tại sông nhưng mà giá nó hơi cao một tí. Thế anh thường thường có mang thủy sản, mang những cái đồ anh bắt của anh mang lên chợ để trao đổi buôn, trao đổi với người ta để lấy rau lấy gạo không? Không, bọn em thì thường thường là không, tại vì bọn em là tàu là thủ thu mua của nhà máy, của chính hiệu, cho nên là không bao giờ có chuyện là bên mang lên để đổi lấy lương thực. Chủ yếu là bên sếp, bên lãnh đạo, bên chủ phương tiện ấy, bên chủ nhà máy là người ta chi cái tiền ăn rồi, cho nên là mình cứ cầm tiền lên mình mua, ăn gì mua trong cái phạm vi là mình được cho phép. Dây chì để sử dụng trong công việc gì? Dây chì để sử dụng trong công việc gì ở trên cái thuyền đấy? Cột lưới để bỏ lưới à? Một cái dây chì là khoảng bao mét? Tầm cỡ 70 mét. Thế được bao nhiêu con chì? Ở đây thì có được cỡ một tạ chì. Một tạ chì nữa à? Vâng. Hơn tạ, vài tạ. Cái tính của chị đi thì tầm cỡ là ký 8 lạng. Đúng. Đây tính chị hết luôn thì cỡ là 70 con. 70 con, mỗi con là nặng bao nhiêu? Một con là 8 lạng. Thế anh có phải không phải rộng ở đây nhỉ? Ở Quảng Ngãi à? Hay là đâu? Quảng Ngãi. Còn tàu đa số là tàu đánh bắt xa bờ, ngoài đây là Quảng Ngãi ra không em? Đây xíu thấy vừa không? Được. Thuộc về dưới sông, ở trên bờ là thuộc về công an vàng.